Kim Khôi là chào các bác nha. Và hôm nay em lại tiếp tục làm cái clip giới thiệu lại một cặp loa. Cặp loa này là cặp loa em nói các bác là gần như không có tại Việt Nam, đôi thứ hai em chưa nhìn thấy. Bác nào có thì các bác chia sẻ cho anh em về cái độ hay của cái cặp loa này cho anh em biết, vì nó hiếm, nó rất hiếm các bạn. Cặp loa này là cặp loa Raptor Monitor MLS3, hay còn gọi cách khác là Raptor Monitor M70. Đây là cặp loa kiểm âm sản xuất tại Anh Quốc, với cấu hình là bát 24 và thùng loa nó bố trí rất là hay. Tí nữa em sẽ giới thiệu cụ thể. Em đang ghép một con âm ly rất là còi. Con âm ly này thì em đã bán em bán về dưới Hải Phòng rồi. Con âm ly của Pháp. Con âm ly này là con âm ly cũng rất là hiếm, và đặc biệt là chất âm của nó rất là hay. Thông suất rất nhỏ thôi nhưng mà đánh cặp loa này em thấy cũng rất là phê. Cặp loa này giá này em bán 27,5 triệu các bác ạ. Về cặp loa này thì cặp loa Raptor Monitor M70 hay là MLS3 với cấu hình là sở hữu là 3 đường tiếng bass 24cm chung giấy và là tép đom. Em giới thiệu cụ thể cho các bác đây. Trước hết là về cái kích thước của loa này em đã đưa lên cho các bác rồi. Để kích thước thì bày cũng rất đẹp luôn các bác nhé. Với chiều cao của nó là 76, chiều cao 76, chiều rộng là 30,5 và chiều sâu là 27cm. Thùng lạng rất đẹp. Đôi loa này em nói các bác là đẹp từ trong ra ngoài luôn. Em cho nhỏ tiếng tí em. Đôi loa này đẹp từ trong ra ngoài luôn. E căng cướp zin nguyên bản. E căng cướp có chữ là Raptor. E căng cướp zin nguyên bản. Các bác nhìn quan sát là cái chấu đồng của nó là bắt cọc loa nó biết là cái độ làm độ hoàn thiện nó như thế nào rồi. Đấy, cái chấu đồng nó bắt trực tiếp vào những cái chấu ở đây các bác nhé. Đấy, nó bắt trực tiếp vào cái chấu đây. Thì em giới thiệu với các bác là mặt loa thì nếu các bác muốn tháo thì các bác sẽ tháo mặt trước. Mặt trước của loa là bằng gỗ mộc sơn màu đen mờ. Gỗ mộc sơn màu đen mờ và gỗ này là gỗ dán đấy các bác nhá. Gỗ gì các bạn? Với màng loa là bát 24 hoặc 25 cm đấy. Có cái côn loa rất là to, gọi là cái lón loa rất là to. Màng loa thì màng đôi loa này thì với loa bát thì là hãng sở hữu cho lắp là dòng loa Goodman thì các bác nhé. Đây là dòng loa Goodman. Đặc trưng của dòng loa này là màng giấy nhưng mà loa tráng và lớp cao su non và gân cao su ngập. Gân này thì dùng muôn thuở không bao giờ sợ hỏng, không bao giờ sợ là phải thay gân. Và tất cả tuyến loa còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Còn trong anh về loa bát thì nó lắp riêng một khoang, các bác nhìn thấy nó chia khoang này. Đấy, nó chia khoang ở phần thân đây trở xuống thì là nó là lắp phải loa bát, nó cho cái giải trầm rất là hay, và cái khoang trên là loa tép và loa chung. Loa chung nó cũng sở hữu là loa chung tầm của độ 10cm đấy các bác nhé, 10cm, và là gân của nó cũng là gân cao su phẳng. Đấy, là riêng loa chung loa tép là phủ loa của hãng Raptor, cũng là của Anh nhá. Hãng này là hãng là chuyên sản xuất là cho những đôi loa cho phòng thu chuyên nghiệp rất là hay. Và riêng đôi này thì là em nói các bác là bác nào kết bạn Zalo thì em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh bộ phân tần cực kỳ gấu, phân tần của dòng là Splendor BC1 BC2 không có cửa so với cái phân tần của cái cặp loa này nhá. Với công suất của cái cặp loa này là mắc chỉ có 50W thôi. 50W thôi, trở kháng là 8 ohm. Độ nhạy của nó trên 90 decibel. Rất dễ ghép âm ly. Em đang ghép một con âm ly của Pháp. Âm ly này rất là nhỏ, công suất rất nhỏ thôi nhưng mà chạy xò than nhưng mà đánh rất là hay. Chiếc bên này cũng vậy nha các bác nhá.
cũng rất đẹp, thành quách rất đẹp. Phía sau là tem loa có đầy đủ nhưng em đang kê trong góc này, em không lôi ra. Và bác nào kết bạn thì em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh chi tiết cho các bác. Đấy, loa tuyến loa bên này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác muốn tháo ra xem thì bác tháo toàn bộ cái ốc phía trước này, thì các bác nhấc toàn bộ cái mặt ra thì nó chia khoang, dưới này là loa bát, trên này là loa tép, loa tép loa chung. Bác nhìn tuyến loa cũng rất đẹp luôn. Đấy, lau đi nó sẽ rất là sạch. Màng ngoài là màng loa một phân cao su phẳng. Đôi loa này là đôi loa cực kỳ hiếm trên thị trường Việt Nam hiện tại. Đấy, đôi này là đôi loa rất là hay. Em đã ghép, em đã bán nhiều dòng Spector BC1, BC2 với giá tiền ngang ngửa đôi loa này, nhưng mà về chất âm, về hình thức thì là không bằng đôi loa này các bác nhé. Về chất âm, đôi này có giải trầm rất hay và dễ ghép hơn dòng Spector rất nhiều. Những con âm ly rất rẻ tiền như thế này thôi, nhưng mà là nó con này thì chỉ giá khoảng 6 triệu thôi, nhưng mà ghép với những đôi loa như này rất là hay. Đấy. Cái mặt này là nó bằng, mặt này là bằng, nó làm bằng sắt đấy bác nhé. Cái mặt đen này tưởng là gỗ chứ không phải gỗ, nó phần dưới này thôi, còn ở trên nó là bằng sắt, cả cái miếng này là sắt hết. Phân tần nó nằm ở trên này, phân tần rất gấu mà nhìn cực kỳ gấu luôn. Đấy, đôi loa này em đang bán với giá là 27 triệu. Bác nào mà muốn nghe thử, muốn trải nghiệm, em sẽ cho các bác là nghe thử trong vòng 3 ngày riêng cặp loa này, để các bác so sánh với những nào, đặc biệt là bác nào đang chơi dòng Spector hoặc những dòng loa cao cấp chất âm và giá tiền ngang với những đôi loa này, thì em sẽ cho các bác là ví dụ ở khu vực Hà Nội, em sẽ cho các bác nghe thử 3 ngày để các bác về, các bác so sánh, các bác trải nghiệm, các bác tự đánh giá nhé. 27,5 triệu và em sẽ bao ship cho các bác ở khu vực Hà Nội này, cho các bác nghe thử. Em ơi, các bác chỉ cần nổ địa chỉ thôi thì em sẽ cho xe ôm chở đến tận nhà cho các bác chơi. Ưng thì các bác để chơi, mà không ưng thì các bác là gọi em để em cho xe ôm đến lấy. Các bác chỉ có vui lòng trả tiền ship, còn tiền như nào đó thì các bác tùy tâm, các bác em không đòi hỏi nhé các bác nhé. Em bán hàng cũng rất là dễ. Đấy, các bác là cho các bác thử với những đôi loa hiếm như thế này để cho các bác trải nghiệm, tự đánh giá. Em đang ghép âm ly rất là nhỏ, rất còi. Đấy, âm ly cũng rất đẹp và hay. Đôi cái âm ly này thì em bán về dưới Hải Phòng rồi, ngày mai em sẽ ship về dưới Hải Phòng và cái âm ly này. Ngày mai ngày chủ nhật em sẽ ship cái âm ly này về dưới Hải Phòng cho khách. Đấy, với ghép với một con âm đầu CD Philip 620 cũng rất còi rồi. Giá con này chỉ hơn 6 triệu một chút, con CD Philip 620. Về loa thì các bác yên tâm là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Mà đôi loa này là rất nặng, nặng lắm. Cái căng gì các bác, cái căng cước. Vâng, bác nào mà muốn trải nghiệm, muốn nghe thử, các bác alo cho em nhé, hoặc kết bạn Zalo 0982922168. Em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh nội thất trong và ngoài và tư vấn cho các bác. Bác nào muốn trải nghiệm, các bác cứ alo cho em, đừng ngại ngần alo cho em, em cho xe chở đến tận nhà cho các bác luôn. Vâng, rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác. Chào các bác ạ.